Nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch, ngày quốc tổ Việt Nam toàn cầu sẽ được tổ chức online trong hoàn cảnh dịch bệnh đang diễn ra phức tạp, không thể thực hiện trên môi trường thực tế. Trong thời gian đại dịch này, việc tổ chức ngày quốc tổ Việt Nam toàn cầu online sẽ tiếp tục thực thi sứ mệnh đại đoàn kết dân tộc, gắn kết tình đồng bào và truyền tải tình yêu thương của bà con xa xứ về với tổ quốc thân yêu. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, Ban tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương quyết định hoãn việc tổ chức lễ giỗ tổ tập trung trên môi trường thực tế để chuyển sang tổ chức trên không gian mạng với tên gọi Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu online, nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3 âm lịch. Đây là hoạt động thể hiện sự gắn kết tình đồng bào, truyền tải tình yêu thương của bà con xa xứ hướng về tổ quốc. Theo đó, nội dung Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu online gồm 2 phần: cuộc thi viết status hướng về Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu và tâm hương hướng về Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu. Cuộc thi status hướng về Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu viết về cảm nghĩ, cảm xúc hoặc các video clip thể hiện tình cảm với quê hương đất nước, với tổ tiên dân tộc, cảm xúc tự tôn, tự hào dân tộc, kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế. Những câu chuyện cảm động về tình người xa xứ, những câu chuyện của bà con kiều bào, bạn bè quốc tế giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, đại dịch. Đối tượng tham dự là công dân Việt Nam và công dân người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc ở Việt Nam và các nước trên thế giới.